Vâng, Duy Minh xin kính chào tất cả bà con cô bác đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Dạ bảo không? Em chào anh chị. Anh chị hình như là ca sĩ đúng không? Dạ. Dạ. Chào chị nha. À, uống cái chút gì thôi. À, đây phải gì vậy? Anh Gia Bảo đúng không? Wow, biết rồi. Con của chú Bảo Quắc đúng không? Chú Bảo Quắc. À, quý cô chú anh chị thôi. Con của chú Bảo Quắc. Đây à. Lê Như. À, Lê Như ca nhạc chữ tình Boligo nè. Bà chị ca nhạc chữ tình đúng không? Boligo em biết. À, quý anh chị. Này con của chú Bảo Quắc hay quý cô chú anh chị ơi. Hả? Này con của chú Bảo Quắc á. Anh Gia Bảo á. Anh Gia Bảo cả nhà. Ừ. Con với cháu gì? Con. Đúng không chị? Cháu nội. Cháu nội hả? Cháu chắc là cháu nội. Cháu nội, cháu nội. Thấy anh trên xuất hiện trên chương trình Tôi Xuyên Việt gì đó. Sao lại biết anh rồi đó? Tại trên quay của B2B3. À, đây là con ca sĩ Lê Như là hát nhạc nhạc chữ tình Boligo nè. Dạ dạ. Anh không nghe nhạc chữ tình hả? Em có cao kê em hay ha. Tên gì? Lê Như. Lê Như. Lê Như. À. Lạ quá hả? Nó con ở đâu nó bự con lắm. Dạ đúng rồi, lên hình sao bự con dữ à? Vậy. Ở ngoài dễ thương á, ở nhỏ nhắn vừa dễ thương. Chị có thể hát bài không chị? Chị là Lê Như. Hát bài gì vậy? Bài gì thì chị thích nhất? Dạ. Bài ca nào mà chị yêu thích nhất? Dạ. Chị mình hát chị lái chiếc xe máy cài. Nhớ không? Đúng không chị? Anh lái chiếc xe máy cài. Anh đi cài được cùng nhà ai. Có cái bản gì à? Anh thương gì à? Anh thương Cúc Đua Đò. Anh thương Cúc Đua Đò với ca với anh Dũng Nhí á. Dạ Dũng Nhí. Ờ bạn nói em phái ca lắm á. Dạ. Còn Bình Dương là hát bài Yêu Chị Hai Lúa đó là dạ, quay tại Bình Dương. Chị Như ơi, chị có thể chờ thấy mặt. Bây giờ không có trang điểm á sợ. Ờ thì mình đỡ với mặt chị. Wow. À, ca cái bản thương Cúc Đua Đò với anh Dũng Nhí hay rất là hay luôn á. Dạ. Em hay đi hát đám cưới á là em hát. À dạ. Lại mà Đò, dạ. Cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Nãy lên là có anh Bảo có mua nước suối cho mọi người. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn mấy anh Bảo. Dạ. À, cái hình như mới đầu vô là Út ơi, Út ơi, Út đó. Dạ, cảm ơn. Thôi chị vô mát nè chị, vô mát đi. Út ơi, Út ơi, Út anh về rồi nè, Út ơi. Dạ, đúng rồi. Ở đây đi. Anh về rồi nè Út ơi. Anh ở đâu? Chỗ cũ. Bạn nói là rất là hay luôn. Nhất là anh Dũng Nhí là hát với chị Lê Như hát bạn nói là rất là tuyệt vời luôn. Ủa giờ không hỏi anh Dũng Nhí ở đâu rồi chị? Anh Dũng Nhí anh Dũng Nhí hát cái cổ ca ghê luôn á. Lê Như á. Cháu nội của chú Bảo Quốc. Gia Bảo nè. À, em hay thường nghe những cái hài nhạc chữ tình Boligo của là chị Lê Như với là anh Dũng Nhí. Cháu chú Bảo Quốc. Bên kia là ca sĩ Lê Như. Rất là xinh luôn. Không khác gì trong mà. Cái nhang không để đây cầm đi đốt nhang cho. Để anh cầm đốt nhang. Ông với chú chị ơi thì hôm nay là hồi sớm mình đứng mình dầm giờ là mình thấy là quen rồi. Thì em mới đảo lại đó. Em chạy ra đảo lại đó. Em vừa chạy ra cổng nghi chạy đảo lại. Ở cái này nó thọt vô lỗ tay luôn. Ai mày để hăn chặn vô cái. Chị Lê Như ở trong YouTube thì cũng dễ thương mà ở ngoài còn dễ thương hơn nữa quý cô chú anh chị. Mình cháu rất là dễ thương luôn cô chú anh chị.
trên trời này chị cảm ơn chị nhờ những gì Lê Như của chú chạy xin gửi chị có kênh YouTube đó, đó. Có quay TikTok rồi lắng sằng đó chị lắng sằng TikTok dạ. Ủa các cháu hoài hôm nay chị hát cái bài đó tên gì tên của ông nội của ông ta nó hoài nghe đoàn cái nghe luôn nó hoài nghe là nhanh của ta có rồi nhậu ơi kia qua kia qua kia hả đồ người ta chuối em mơ em anh về rồi năm tháng ở thành đô lúc nào anh cũng nhớ bạn đó mình rất thích bạn đó luôn á chúc chị hát bạn đó tặng em với khán giả dành nghe chị à, anh thương của Út đuôi đò hát chung với anh Dũng Nhí dạ, hay lắm đúng không anh hay lắm dạ mà nói dễ thương mà chị Như của anh cũng dễ thương ha anh Gia Bảo cũng đang nghe chú chị ơi. Lê Như chứ không phải là Nhi. Lê Như. Lê Như. À. Lê Như. Vậy hết tóc đi. Nãy giờ. Cái nào mình không biết mình hỏi. Lê Như. Tại chị nói tiếng tại mấy anh em không biết tại vì tôi thích nhạc của Belego đúng không ạ cho nên tôi biết nghe gì đâu thấy một quần nắng giờ anh đi kiếp thì nắng lên kiếm trà này học quá trả lương được rồi đi kiếp được không rồi Lê Như đó. Rồi tiếp nữa. Chị chưa có chồng mà nói ta có chồng rồi. Chị chưa có chồng mà nói ta có chồng rồi. Chị nói chứ không nói chị nói với cái chồng. Hai. Cái giọng của tiếng của chị hát nhạc Bolego á quý chị rất là hay luôn. Nó trong trẻo lắm quý chú vậy. Chị cho tặng YouTube vài bạn này dạ tặng bài gì ta giờ à, thương cái lò tính cái lò tôi chạy dưới lò xong rồi xong để chị thắp nhang cho cậu Năm đi xong đi rồi cái xíu nữa hát tặng cho mọi người nha dạ đợi chơi đây là soạn giả Nhị Kiều và nghệ sĩ nhân dân Lê Quang Tám của chú anh chị thì đây là soạn giả Lê Quang Tám là còn gọi là Tám Văn á tên ông là Tám Văn ông nổi tiếng Tám Văn tên thật của chú là tên đầy đủ của chú là Lê Văn Tám đó có nghệ danh là Tám Văn vì mình đi thắp hương mỗi ngày mà cho nên mình biết hết không cái gì tên thật và nghệ danh là khác còn tên thật là nó thêm cái nó đủ họ họ các nghệ sĩ Lê Như đến để năm nay bất ngờ luôn vào buổi chiều Lê Như chưa có mùa nha hôm nay ca sĩ Lê Như chưa có mùa bài hát chưa có mùa cái tuyệt vời luôn nha cả nhà chờ đón xem nha bí mật không nói tiền tuổi nha nhưng mà chưa có chồng nha chứ lập gia đình ôi sao hay vậy thay đổi nghệ sĩ đi không có nữa con cháu em mà cái hình này hình như là trong cái tuồng Lan Gia Đẹp trong của tuồng Lan Gia Đẹp quá chị đúng là bố điền sinh tấm hình đó chính châu luôn cả nhà ơi thấy không quý cô chú chị mình nói là vài ngày nữa thì có rất nhiều nghệ sĩ đến trong cái thời gian này thì đúng như là dự đoán của Duy Minh cho Duy Minh mấy điểm anh nêu năm điểm rưỡi
Dạ, dự đoán đúng rồi, đó là điểm mọc. Lên lớp hả? Cho có 5 điểm mà phải chờ thêm chứ. 5 nửa trời rồi. Chiều quý chú chị nó rất là nắng, nó oi bức ghê luôn á. Khi mà Diêm Minh ở đây quay đầu tiên hết là như là chưa có anh em nào mà phát hiện hết quý chú chị. Đây là chút xíu rồi Diêm Minh nói mấy anh em không phát hiện. Tại vì Diêm Minh biết là chị, tại vì hay xem nhạc của chị á, cho nên là biết gần lắm và cũng rất là thích nhạc của chị. Chị hát những cái vòng nhạc bolero nhẹ nhàng đậm chất miền Tây, nghe là rất là dễ thương, cái tiếng trong trẻo của chú chị. Hôm nay thì cũng có cái dịp nhiều á. Cũng có trong nhân rồi nhưng mà không biết cứ đi thẳng đấy anh, không sao đâu. Dạ. Không sao đâu. Mình cứ chung mà anh đi rất là lễ phép quý chú chị. Đi qua những máy anh em mà khòm xuống quý chú chị. Lễ phép và lịch sự. À, con nhà tông mà không lòng trong cánh quý chú chị ơi. Thì bà con cô bác biết chú Bảo Quắc rồi. À, rất là dễ thương, diễn hài rất là vui vẻ quý của chúng chị. Đó. Người nghệ sĩ là phải nói là anh nhìn chúng anh. Đó, mình đi mình ấy nha. Đó, giờ giờ Bảo với là chị Lê Như đang tiến qua bên mộ của chú Vũ Linh để là thắp nén hương cho chú. Đứng góc bên kia kìa. Ekip ơi, dù ekip đâu rồi, ekip ơi. Đứng góc bên đó làm nữa rồi. Cái bao thuốc lá. Vô đâu đồ đâu hết rồi. Em để lên rồi hả? Để lên rồi. À, để lên đây rồi. À, để lên rồi rồi. Vậy là anh kia là anh sòn sẵn hết rồi. Anh sòn sẵn hết rồi quý cái chú anh chị ơi. À. Gia Bảo, Gia Bảo. À, cháu của chú Bảo Quốc, cháu nội đến để viếng mộ một năm là quá. Chị ca sĩ Lê Như, chị hát những dòng nhạc bolero á. Anh để ý cái nhang nó trọt trúng. Ấy đi anh, tắt rồi. Ba cây. Thấy ca sĩ tới nghĩa thật quá. Lấy cái xe máy chạy rất là hay luôn. Đây nhạc nhạc kênh này tí xíu là bị bắn quyền rồi quý chú chị. Chút xíu anh em mình phải chèn nhạc lớn lên rồi đó. Đó bà con cô bác nói tại sao chèn nhạc lớn quá không nghe được gì hết.
tắt đi trời. Tắt đi chập ca sĩ Lê Như không bạn. Nghe nó hết giận. Chị cũng khóc rồi với chị kìa. Chị xúc động quý chú anh chị, nhìn mặt chị muốn rơi nước mắt quý chú anh chị. Nhìn chị rơi xúc động mà mình cũng muốn rơi nước mắt luôn quý chú anh chị. Có khăn giấy không mọi người ơi? Chị dù. Chị dù. Em chào chị. Chị muốn khóc quá. Chị xúc động quá quý chú chị. Giờ này mà lao vô cái mộ bia của chú là chú cảm thấy rất là mát luôn quý cô chú chị. Thời tiết rất là nắng luôn thì chị Hồng Ngọc đã lên làm giấy để là xin cái mái che cho là mô phật chị Hồng Loan lộn xí lộn mà con ơi chị Hồng Loan. xí lộn chị Hồng Loan hôm trước là có lên trong phòng để xin cái mái che cho chú. Giờ đang trong quá trình giải quyết chưa biết nữa em ơi. Không được rồi. Đang duyệt đúng không? Đang duyệt. Đang duyệt chưa biết được không? Anh nghĩ là 80% được á. Hồi bữa em hỏi em với chị hỏi chú không được. Chị ai? Em với chị ngồi xe chị không? Chú nói không là phải. Đang duyệt mà hay là sao hả? Bữa chú nói sao chị cũng quên được. Chú kêu là không được. Không được hả? Cấp trên nữa, cấp trên mà. Nữa. Chú đó chưa đâu, cấp chú trên nữa. Chú là phó à, chú là phó là em giữ rồi. Ăn thua là chú thiền thôi. Không, chú quan trọng là nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Chiết nữa. Trời ơi, quá là xúc động. Chị ôm vô mộ bia của chú là rung luôn á quý chú anh chị. Khóc rồi mọi người ơi. Chị ôm vô mộ bia của chú là rung luôn ha. Chị Như ơi, chị với anh Gia Bảo là nhà như dòng họ hay sao? Là đồng nghiệp, tại vì trước đây đó là Như đi học thì Như thấy anh Bảo tổ chức nhiều cái chương trình về cải lương á. Dạ. Như đi xem mà Như thấy anh làm Như thích lắm, tại vì anh làm những cái chương trình rất là ý nghĩa và đem để lại những cái sản phẩm, những cái trích đoạn mà gọi là để lại cho đời. Như là các cô chú anh chị, anh là một người trẻ mà lại góp nhặt những cái điều đó là Như rất là quý anh. Sau này thì Như đi làm nghề thì được gặp và hát với anh. Thì có cái cơ duyên là trước khi cậu Năm mất thì anh có tổ chức một cái đêm, đó là đêm của má Hồng Nga. Thì hôm đó là Như là cái cơ duyên là Như rất là yêu mến chú Vũ Linh, nhưng mà Như kiểu đó là cái thần tượng rất là lớn trong Như, cho nên là Như không có dám lại gần chú nhiều, có nghĩa là quá ngưỡng mộ đi, chỉ biết đứng từ xa thôi. Mặc dù có những khi mà đi hát đó thì chú nói chuyện với mình á, chú quay qua chú nói con biết không, cậu á là bây giờ cậu như thế này, nói rất là thân thiết luôn. Thành ra là mình rất là yêu mến chú. Thì trong cái chương trình đó là mình được xin được chụp một tấm hình với chú, lần đầu tiên mình mạnh dạn mình dám xin. Và trong lúc đó Như nói là ước cuộc đời của Như mà mê nghệ thuật thì Như muốn là sau này được hát với chú một cái trích đoạn nào đó, nhưng mà chưa thực hiện được thì chú đã qua đời rồi. Cho nên là lúc nãy Như cũng muốn ôm chú một cái để thể hiện cái sự là yêu mến của một
mà người con cũng làm nghệ thuật và ngưỡng mộ chú về cái tài, cái tâm và cái đức của chú. Thì chị Như hồi sớm là em thấy chị là khi mà chị ôm vô cái bia mộ của chú là làm như là có kiểu như hơi rung là sao chị? Nó không được bình thường, em thấy không được bình thường. Kiểu là mình quá xúc động thôi, mình mình dù chú còn hay là chú đã mất thì đối với mình á, chú vẫn là một cái tượng đài và cái tình yêu thương của chú đối với con cháu trong nghề. Và cái tâm đức của chú vẫn luôn là một cái gì đó để mình hướng theo, mình có động lực để mình phát triển trong nghề. Thì không biết nữa, cái cảm giác của chú luôn cho mình cảm giác là rất là thân thiết như người thân vậy đó. Nên là mình muốn ôm chú một cái. Cảm ơn chị rất là nhiều ha. Thì bây giờ thì chị còn đang hoạt động bên nghệ thuật ca hát của mình đúng không chị? Dạ đúng. Thì hôm nay đến mộ của chú thì cũng như là tất cả những anh em đồng ở YouTube của mình muốn chị là có thể nào hát tặng chú một cái ca khúc hoặc là cái trích đoạn gì đó để là gửi cho chú. Cái thứ nhất là cho tất cả bà con cô bác đang theo dõi trên kênh YouTube của tất cả anh em được không chị? Thật sự là Như đến đây với lòng yêu mến. Thì vừa mới lúc nãy có nói là hứa tặng cho các anh chị mà xong mà ôm chú xong rồi tự nhiên cái xúc động quá không biết làm sao để hát nữa. Rồi bây giờ mình ra ngoài xe đi. Cho nó tránh cái lo chút rồi bắt đầu mình tặng. Rồi để một xíu nữa. Dạ, miếng xíu nữa cũng được chị Như. Bớt cảm động cái đó. Dạ. Em thấy chị là ôm cái bia mộ của chú là thấy rung luôn á. Em thấy là rung là rất là xúc động luôn. Thì Như cũng giống như các cô chú, các anh chị thôi, cũng là một khán giả của chú. Dạ. Thì mình thương chú. Dạ. Chú là người của công chúng mà. Dạ. Tình thương đó nó bao la thì mình cũng cảm nhận thôi. Dạ. Rất là quý luôn á, quý chú chị. Thì để cho chị Như thoải mái tí xíu rồi sẽ có cái thoải mái đổi không thay đổi khí rồi. Thì đang xúc động quá cho nên là cũng không có thể mà hát để hay được của cái chú vậy. Em như mình biết anh Gia Bảo ha, em cũng có xem chương trình anh nhiều lắm á. Tuổi xuyên việt rồi quá trời. Anh tham gia nhiều chương trình, tổ chức nhiều chương trình. Tạm giờ anh đi show đông không anh Gia Bảo? Nói chung là cũng bình thường. Nhưng mà như cậu năm mất á, thì khán giả ta thương cải lương nhiều hơn. Những bạn trẻ thì ta cũng biết về cải lương nhiều hơn. Nói chung là cậu đem đến rất nhiều cho cải lương. Rất là thần tượng. Tham gia những chương trình nào không? Anh và vợ. Em thì em chuẩn bị tổ chức live show cho chú Minh Cảnh. Là diễn về là cải lương hả? Ừ. Chú Minh Cảnh nào bên chú Minh Cảnh anh nổi tiếng lắm á chị biết hả? Thằng tượng của em nữa, đứa thì cải lương là nhiều thằng tượng cổ thụ lắm. Em làm cải lương cũng nhiều. Cô Huệ cũng đóng cho em Lai Cái Điệp lần cuối. Câu Năm như là Câu Năm lúc mà còn hát là hát cho em lần cuối, xong rồi Câu Năm mất. Hình như một lần chú hát cuối cùng là Lai Sủ Hồng Nga đó. Chú hát ở bang California đúng không anh? Không, nó lâu lắm rồi. Năm 2017. Nó lâu hả? Lần cuối cậu Năm hát là năm 2022, năm 2022 hả? À vậy là mới đây. Năm rồi là hát live show của Má Hồng Nga đó. Dạ dạ. Anh tại vì hôm trước em có vô chùa nghệ sĩ á, có người mộ trong đó thì có nghĩa là anh với người mộ trong đó anh gọi như thế nào? Bà Thánh Nga, bà Thánh Nga là bà. Gọi là bà. Chị của ông nội. Chị của ông nội là bà cô. Dạ. Em cũng ngờ nhưng mà không biết. Bà cô. Dạ. Tại vì hôm trước em có vô đó em biết nhưng mà em biết nhưng mà. Anh vậy là anh gọi là bằng bà. Dạ. Kêu là bà nội, bà nội ba. Bà nội ba. Bà nội ba Thánh Nga. Dạ. Hôm nay mới có dịp lên đây. Dạ. Tầm bữa 100 ngày cậu cũng tính lên nhưng mà bữa đó mưa quá. Mưa quá không lên ha. Mưa đó mới chiều mưa đi chắc chiều mưa. Nó mưa lắm, mưa dữ lắm. Đúng rồi. 4 giờ mưa.
chị Hồng Loan vui về tí xíu là mua liền luôn á. Cái mình nói là tốt quá. Vừa cúng xong trăm ngày hoàn thành xong mấy anh em mình cúng bốn năm mâm đầu tiền xong rồi chị Hồng Loan lên bữa có nhắn mình tin hay chừng nào mình lên rủ lên nha, cái bánh nói dạ xong cái ba đừng có ba lên mà không nói tiếng nào không hồng luôn á, ba lên rồi thôi mình lên. Có khi nào vài bữa nói là cô nói người này nói cô là chắc là khán giả là dự đoán ra là ai sẽ về thăm chú không anh biết không, em nói cái từ cô thôi là cô cái cô này đặc biệt nhất đó à, đúng rồi nói cái rồi nói mặt bí mà chứ cô mà có về thì cô cũng lên chứ dạ. Nói chung là ai cũng thương cậu mà người rất là đặc biệt đóng chung với chú là rất là ăn ý luôn. Nếu mà cô mà về Việt Nam thì chắc chắn cô sẽ lên mà. Đó là cô Tài Linh nha quý cô chú anh chị. Vì mình nghĩ rằng là khán giả rất là mong chờ cô về đây để là thăm mộ của chú lần đầu tiên. Nói chung là ai cũng thương cậu Năm mà. Dạ. Cô Tài Linh là khi mà mẹ mà nghe cô Tài Linh với chú Tài Linh hát là khóc hoài á. Hồi xưa lúc Bảo còn nhỏ mà cũng có quay với cô chú một hai tuần. Thì hả? À, vậy là ông Đạo cũng có quay chung với cô ấy, quay cậu Năm mấy tuần còn trên YouTube á mà. Dạ. Đóng như con cậu Năm luôn. Đây con. Mặc trong mấy tuần đó là cũng cậu Năm 66 tuổi. Chừng chúng chúng ra chúng mà. Còn ngày xưa chú có chung chiên đốc ở đợi cho chú Linh. Tiếu không? Hay ghê. Chú có chung với chị ở đợi chị Linh. Chú chung là bảo chung mà chúng chú bảo chung này chú bảo quắc là phải nói là những cái danh hài cổ thụ phải nói là bất tiện tiền bối rồi đó ông tiền bối thì ông nội thân với cậu Năm Vũ Linh lắm tại vì hồi xưa là đóng nhau nhiều lắm vậy bây giờ từng cổ đó đóng video rồi đóng Út Cà Lâm đó không bán tình em đó dạ đó là ông nội đóng với cậu Năm cái bữa cái gà mình còn đó cái lo mình hát hoài đó chung là ông nội mới là thân với cậu Năm nhiều à. Còn cái thế hệ của Gia Bảo thì ít thôi à. Tại vì con cháu sau này mà thì đúng rồi thì hồi xưa thì có đóng với cậu Năm được mấy tuần video nhớ là đóng tuần mà dưới Đồng Tháp đó. Đồng Tháp mà bây giờ tuần nó vẫn còn trên YouTube mà vị Đồng Tháp đồ ở huyện nào nhớ anh. Nữa lâu lắm rồi lúc đó một chút ngày xưa thì chú lúc em cũng ôi ơi xuống là chấn động ở dưới đó luôn bây giờ em lên em bơm hôn chú Vũ Linh á lúc đó em nhớ tới giờ luôn đóng tuồng đó là Bảo đóng với con của cậu Năm dạ. Mẹ là cô Phương Hồng Thủy cô Tài Linh là đóng với người yêu cũ của cậu Năm dạ Bảo đó quay rất vui ha nhiều kỷ niệm nói chung là khi mà Bảo lớn thì Bảo cũng có mời được cậu Năm diễn cho Bảo mấy lần dạ. Có lần cuối cùng là cuối năm đầu năm 2022 là cậu Năm diễn lần cuối. Cảm ơn anh Bảo đã chia sẻ nhiều cái kỷ niệm với cậu Năm rất là cảm vui. Cảm ơn anh chị ở đây đưa tin cho mọi người ở xa không gì tới được mà mọi người cũng biết được. Nói chung em cũng lâu lướt thì em cũng có coi nữa. Dạ. Dạ. Có like không anh? Coi, có bấm vô coi. Nói chung là tại vì nhiều khi mình cũng yêu mến cậu Năm á nhưng mà nhiều khi mình cũng bận chưa lên được thì mình nhờ mấy anh chị cũng có mà coi. Ủa chị hát cái gì á? Chị hát không? Rồi đi qua chị hát. Đó chị Như hồi nãy là em đề nghị nè, để em vô em quay trực diện luôn á. Ra ngoài xe đi. Đó đây cũng được. Rồi lên đây rồi gặp mấy anh chị thôi hát nặng cho mấy anh chị ha. Quá chị ơi, quá khái luôn. Như giả hát tặng khán giả nha cả nhà. Dạ. Mình cũng như chị ra ngoài này chút để lo khán giả nha. Cũng bản quyền đó. Thành nhỏ. Mình đứng bên đó là qua bên đây ha. Đứng đây là chị đứng đâu cũng được, đứng chỗ nào cũng lên đường lên lên đường lên lên chị lại đi kia. Lên lại. Gái quá mọi người ơi. Đó. Dạ thôi thì Lê Như cũng không có biết nói gì là cảm ơn các anh chị đã ở đây đây mới là cũng như là tặng cho mấy anh chị làm món quà tinh thần ha. Dạ. Mới tặng mọi người bài Em Gái Miền Tây. Dạ. Dạ ở đây có ai miền Tây không? Dạ, em miền Tây. Thôi không nữa. Mình hát live luôn nha. Dạ. Miền Tây nhiều lắm. Bố cũ em ở miền Tây. Dạ.
Trời một cũ đó. Một cũ em một viên tay. Gái miền Tây dễ thương. Dạ. Sông nước khua chèo xuống miền Tây mênh mông làng nước. Con gái đưa đò đẹp rạng người chiếc áo ba ba. Cầu tre lấp lẻo khó đi, em gái ơi giúp anh qua đò. Nhọc nhằn cho cuộc tình tôi khi cây lúa ngày còn xanh. Lục bình trôi đến nơi phương trời, đời tôi là dòng sông đưa phù sa một kiếp long đồng. Về miền Tây đợi chờ ai, thuyền tình qua về bên sông, mong người em ru mấy câu hò. Ai buông tình tan tan tình, đau nỗi lòng người tha phương. Đang buồn cùng điều quán thương, bên cầu tre lắc leo năm nào. Anh ơi nhớ anh lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Anh ơi nhớ anh lâu rồi, anh trở về lại quê hương. Đúng là ca sĩ. Wow, quá tuyệt vời. Hát live có hơi rung một xíu, mà hát live vậy là hay dữ dằn luôn á chị. Ở đây khán giả mà chị ca sĩ chị cứ thoải mái hát đi, đừng rung đủ đã chị ơi. Là phải nữa. Đó, chị ơi. Dạ. Thương cô gái ở Bạc Liêu đi chị ơi. Tụi em cũng rất là hiếm gặp được chị ở ngoài, cho nên có lẽ là chị tặng cho tụi em một bài đi để làm một cái kỷ niệm đáng nhớ. Một bài thêm hai bài, để cho đồng ba bạn luôn Liên Như. Như xin hát một bài này là một cái kỷ niệm của Như, đó là Như hát cái bài hát trong cái sinh nhật của anh ông Năm Hữu Quốc, bài Người Tình Không Đến, mà lúc đó là cũng là lúc mà Như nhìn xuống Như thấy cậu Năm Vũ Linh nhìn lên bài Người Tình Không Đến, và sau đó Như thấy cậu cũng có hát bài này, và Như rất là trân quý cái tình cảm này. Như xin hát tặng mọi người bài Người Tình Không Đến. Tôi quen biết anh giữa một đêm thật tình cờ, sân ga vắng thương người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quen nhau và cho nhau phút hẹn hò. Xúc động. Còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài hùng, bên nhau phút giây này sợ ngày mai cách xa nhau. Sợ câu tà tư và sợ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin anh nếu yêu mình nên thật. Dạ cảm động. Thế được. Vui vui đi mà. Dạ bài này thì nó buồn. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thương. Đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim. Ánh đèn thật buồn, cô đơn càn rét mướt. Nhớ người thật nhiều đành gọi thăm tên thôi. Wow. Cái bài này là một cái kỷ niệm của chị đối với cậu Nam Vũ Linh không chị? Dạ đúng. Là lúc chị nghe lúc đó là Như hát trong cái buổi sinh nhật của anh nghệ sĩ Tú Hồng Quốc. Thì là lúc đó là Như nhìn xuống thì thấy cậu nhìn lên để mà xem mình hát. Thì đối với một người nghệ sĩ trẻ mà được sự quan tâm của một nghệ sĩ gạo cội như vậy á, đó là cái niềm động lực cho mình. Dạ. Lấy Như làm bài nữa. Dạ thôi, để chị lên. Thôi là cũng xin cảm ơn chị đi. Xin cảm ơn chị đi. Chị hát bây giờ ba bài à. Chị mồ hôi đổ quá trời luôn, khóc luôn rồi. Thì mấy anh em YouTube cũng cầu xin cho sự nghiệp của Lê Như thành công.
và có một ý trung nhân tuyệt vời. Dạ, trời ơi, được đó em, nói câu này. Nói câu này. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Chúng ổ chuối khùng. À, chụp hình, à, chụp hình. Bỏ tay xuống. Bỏ 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 tay xuống anh ơi, không đồng ý đâu anh ơi. Dạ, rồi, dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Bây giờ chị lấy bỏ tiền luôn chị. Dạ, dạ, đúng rồi. Để gì lấy bỏ tiền mọi người ơi. Cảm ơn chị nha. Chị ơi, vừa rồi cũng nghe là chị Lê Như cũng như là anh Gia Bảo chia sẻ về những câu chuyện rất là đáng yêu quý của chú Vũ Linh và hát tặng bà con cô bác. Nếu bà con cô bác xem video này có ý nghĩa cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh theo quý của chú chị ơi. Bây giờ Duy Minh xin chào, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.